Con xin được đọc tiếp câu hỏi tiếp theo là nhường chỗ ngồi được phúc báu gì? Cháu thưa cô, cháu học ở trên Hà Nội, cháu đi học bằng xe buýt, hàng ngày trên xe đến trường cháu. Cháu thường hay nhường ghế cho những cụ già, em nhỏ và người tàn tật vì cháu nghĩ đó là việc nên làm. Nhưng dạo gần đây, cháu xem trên mạng có khá nhiều clip phản ánh tình trạng ý thức rất kém của những cô, cậu, học sinh không biết nhường ghế cho người già, trẻ em, phụ nữ mang thai và người khuyết tật. Cũng có người nhường nhưng lại tỏ thái độ khó chịu, bất đắc dĩ. Cháu xem thấy rất không bằng lòng về việc này. Ngay bạn thân cháu, cháu cũng nhắc nhiều lần nhưng bạn tỏ thái độ. Tại sao mình lên xe trước lại phải nhường? Cháu muốn hỏi ý kiến của cô là mình có phải nhường ghế trong những trường hợp đấy không ạ? Cháu xin trên công đức của cô ạ. Cái việc là phải nhường hay không thì cô sẽ để lại cái quyền quyết định cho các bạn. Nhưng cô nói thế này, mình nhường miếng ăn cho người khác thì mình được lo đủ. Mình nhường chỗ ghế ngồi cho người khác thì mình được vị thế. Mình nhường cho người khác khiến cho người ta được đỡ khổ hơn, ví dụ như bà chửa đấy, đỡ khổ hơn, thì khi bạn có cái việc gì khổ sẽ có người đến giúp đỡ các bạn. Khi các bạn nhường ghế cho người già thì các bạn thân bệnh của các bạn khi có bệnh thì gặp đúng thầy đúng thuốc, có người trợ giúp các bạn. Khi các bạn nhường cho trẻ con thì trong cuộc đời này những cái gì mình chưa hoàn thiện sẽ có duyên được người khác đến giúp đỡ. Ví dụ như mình xin vào công sở đi làm, những cái người đi trước sẽ thân thiện với các bạn hơn, dạy bảo các bạn hơn. Còn nếu như các bạn không nhường cho cụ già thì khi các bạn ốm sẽ có duyên không có người giúp đỡ các bạn. Không nhường cho bà chửa thì khi các bạn có cái việc gì khó khăn lặng lè, người khác cũng đến tranh giành với các bạn, không nhường nhịn các bạn. Các bạn không nhường cho trẻ con thì khi các bạn đến một công sở là làm việc, các bạn sẽ bị những người mà có thâm niên cao soi các bạn từng ly từng tí một. Các bạn không nhường cho người tàn tật thì khi các bạn có một khuyết điểm nào đó, người khác không tha thứ cho các bạn. Vì thế cho nên cô nhường lại cái câu là lên nhường hay không nên nhường để các bạn tự quyết định nhé. Dạ vâng.